Rồi, chia sẻ với cả nhà, bác sĩ lại tiếp tục chia sẻ với mọi người cái trường hợp cắt mí của bạn gái này. Bạn gái này thì có cái đôi mắt là sụp hai bên, nó không đều, chúng ta cảm giác như một bên to một bên nhỏ, thiếu tự tin, là khiến cho bạn cảm giác, nói là như một lời bạn là cảm giác như nhiều khác, người khác cứ thấy mắt bạn lúc nào cũng buồn buồn, mặc dù là trong lòng rất là vui. Bác sĩ đã cắt điều chỉnh nếp mí với một cái sai mí tự nhiên và điều chỉnh cả cái phần góc mắt trong để làm sao hai mắt nó cân đối hài hòa, nếp mí không quá to, bởi vì cái khoảng cách đấy rất là gần nhau và cái phần trên này của bạn ấy là thiếu mỡ. Đó, nếu to quá là nó sẽ cái hốc xương nhô ra, nó làm cho mắt bị sâu. Đó, thì bác sĩ, chúng ta cùng xem cái thành quả của bác sĩ nhé, em gái nhìn đây. Rồi, đó, chúng ta xem, đây là trước đây, đó, và bác sĩ vừa mới thực hiện xong. Đó, chúng ta đã thấy một cái sự cân đối hài hòa hơn hẳn đúng không ạ? Quá trình thực hiện trước em tìm hiểu bao nhiêu năm rồi đúng không? Vâng. Như bạn chia sẻ là 6-7 năm mới dám đi làm, và thật sự thì rất là lo sợ đúng không? Vâng. Cái tiêu chí hàng đầu đi làm đó là mong muốn đẹp và an toàn, tự nhiên hài hòa. Anh quan điểm của bác sĩ đó là mình không chạy theo những cái chết, cái mốt, cái trend rồi là cái trào lưu này kia, bởi vì những cái đó là những cái nhất thời. Có rất nhiều bạn ở những cái giai đoạn trước là chạy theo cái trend mắt to, mắt sâu gì đấy, rồi sau một thời gian thì mình thấy nó không phù hợp với người Á Đông mình. Bác sĩ luôn luôn muốn chia sẻ với mọi người hiểu đúng về thẩm mỹ, làm đẹp không lạm dụng. Đó, là một bác sĩ thẩm mỹ nhưng mà mình luôn khuyên các bạn là không nên lạm dụng, làm vừa phải thôi, hài hòa với chính mình, những cái đường nét sẵn có của mình thì nó sẽ đẹp, nó sẽ bị làm xong mình cảm thấy nó tự tin. Thế mà mình nhiều khi mình lạm dụng quá, mình làm nó không phù hợp với cấu trúc của người Á Đông mình thì nó thậm chí không đẹp mà nó lại có những cái kết quả ngược lại. Đó. Rồi, cảm ơn em gái đã tin tưởng bác sĩ. Và sau đây chúng ta cùng nhìn lại một chút nữa cái sự thay đổi nhé. Bác sĩ đó, cắt mí, điều chỉnh nếp mí và điều chỉnh góc mắt trong để một cái đôi mắt tự nhiên hơn. Thời gian đầu tiên thì cái sẹo nó sẽ hơi lộ một tí xíu, nhất là cái phần góc mắt trong, nhưng bắt buộc phải như vậy, tại vì đây này, em thấy đây này, hai cái phần da nó bắt đi thẳng vào đây này, mình chỉ cắt mí từ đây đến đây thôi thì cái phần này nó vẫn còn không được, cái mắt nó không cân đối hơn. Vâng. Nhá. Ok, cảm ơn em gái đã tin tưởng bác sĩ nhé. Từ chúc em gái mau bình phục đây. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ bác sĩ. Bác sĩ luôn mong muốn được chia sẻ với mọi người những cái kiến thức về làm đẹp an toàn và tự nhiên. Nếu các bạn quan tâm thì có thể liên hệ với đội ngũ từ trợ lý tư vấn, bác sĩ sẽ hỗ trợ tư vấn các bạn. Cảm ơn mọi người.